Đoàn thanh sát của chính phủ Hàn Quốc phái cử sang nhà máy điện nguyên tử Fukushima số 1 của Nhật Bản ngày 31 tháng 5 cho biết, trong quá trình thanh sát đã nhận được dữ liệu thô, raw data, về nồng độ đầu vào và đầu ra của thiết bị khử đa nguyên tử ALPS đối với nước thải nhiễm xạ từ công ty điện lực Tokyo, TEPCO. Trường đoàn thanh sát Yukuki trong buổi họp báo cùng ngày tại Seoul về kết quả chuyến thăm và thanh sát ở Nhật Bản từ ngày 21 đến ngày 26 tháng 5 cho biết đoàn đã tập trung kiểm tra tính năng khử hạt nhân và khả năng vận hành trong thời gian dài của ALPS. Theo đó, đoàn đã nhận được dữ liệu từ thiết bị được vận hành suốt 4 năm, từ năm 2019 đến năm ngoái, đối với 64 loại vật chất hạt nhân đang được phân tích đồng độ mỗi năm một lần. Về thời điểm thay thế chất hấp phụ trong ALPS, TEPCO trả lời với đoàn thanh sát rằng, sau khi thiết bị xử lý 8.000 tấn nước thải nhiễm xạ và được đánh giá là khả năng lọc bị suy giảm trong lần phân tích nồng độ mỗi tuần một lần, thì chất hấp phụ sẽ được thay thế. Về thiết bị pha loãng và giải phóng đồng vị phóng xạ tritium, trưởng đoàn Yu cho biết đã xác định được máy bơm nước biển được thiết kế với công suất đủ để đáp ứng với mục tiêu pha loãng. Ngoài ra, đoàn thanh soát cũng xác định được TEPCO có kế hoạch lấy mẫu và phân tích để xác định nồng độ tritium được tiến hành mỗi ngày một lần trong bể chứa nước trước khi thải ra biển, và cả trong đường ống nối giữa đầu ống nước biển và đầu bể chứa. Đoàn cũng xác nhận rằng các thiết bị chính đã được lắp đặt tại hiện trường theo đúng với bản thiết kế, cũng như kiểm tra cả các biện pháp ngăn chặn việc xả nước thải nhiễm xạ trong trường hợp phát sinh tình huống bất thường. Trong thời gian tới, đoàn thanh sát có kế hoạch sẽ phân tích tài liệu thu thập được cùng với kết quả kiểm chứng mẫu thử của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế iaea để tiến hành phân tích tổng hợp tính năng của thiết bị khử đa nguyên tử